Phải bước lên cái thang này nè các bạn. Rất nguy hiểm. Đã thế là còn che mặt vào rồi các bạn ạ. Thử thách rất khó. Che mặt vào rồi xong mới lên thang rất nguy hiểm, rất trơn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Lý Vlog nhé. Hiện tại Lý đang có mặt tại một cái đám cưới của người đồng bào dân tộc Dao tại thôn Nà Niệt, xã Nhật Tiến, huyện Bắc Sơn của tỉnh Lạng Sơn các bạn ạ. Lý vừa đến đây thì cô dâu đã đến rồi các bạn ạ. Cô dâu đến ở ngoài nhưng mà của hồi môn đã mang vào trong này rồi các bạn ạ. Đây, tí nữa sẽ cái màn rước dâu sẽ được từ cái thang này lên trên nhà các bạn ạ. Bên trên là các bác đang thổi kèn rồi, đang thử tét kèn, xong là tí nữa đi rước dâu các bạn ạ. Ở nơi đây thì chỉ có là thầy khèn ra đón dâu thôi, chứ còn bên nhà trai là không ra các bạn ạ, chỉ ở nhà đợi. Hôm nay trời mưa hơi to. Mọi người mang của hồi môn về để đây rồi. Bên này là khả năng là hai phụ dâu đấy. Đang ở đây đợi tí nữa xem ở chỗ nào để mà thay đồ mới được. Phụ dâu bây giờ mới ra thay đồ đấy. Đây phía bên này thì hai bác đang làm cái lễ để mà tí nữa cô dâu vào đây thì sẽ làm cái hành động nào đó. Tí nữa xem nha các bạn nhé. Hầu như là làm để như kiểu là xung khắc một xíu ấy thì mình cắt bỏ đi. Đi xem bên nhà gái đấy nhỉ? Đi xem người hay là xem gì nhỉ? Xem người. Ngắm trai đấy. Hai vợ chồng đi ngắm trai xinh đấy nhỉ. Đây, phía bên này là chú rể cũng ra đây các bạn. Đi ơi. Bác thầy sẽ làm cái đồ này các bạn ạ. Muốn làm một cái hình người để cắt bỏ cái xung khắc rồi là hai vợ chồng sẽ được hạnh phúc hơn. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài xem bên nhà gái thay đồ các bạn ạ. Xe hoa của chú rể đây các bạn ạ. Hôm nay trời mưa nên là mọi người đến đây thì gần ở ngoài cái nhà bên cạnh này để thay đồ các bạn ạ. Không được phép thay đồ ngay cạnh nhà của chú rể. Không được nhìn thấy các bạn ạ. Nhà chú rể không thể nhìn thấy được thì mới được thay đồ. Hôm nay trời mưa. Bây giờ là cô dâu với phụ dâu thay đồ trước các bạn ạ. Vừa mặc áo mưa vừa che ô. Mưa không được to lắm nhưng mà đủ ướt rồi. Thì bên này thì có hai cô mặc quần áo dân tộc khác ở nơi đây, tại vì đây là trang phục ở bên Đình Lập, Lạng Sơn. Còn ở nơi đây là thuộc Bắc Sơn, Lạng Sơn. Phụ dâu mặc quần áo sắp xong rồi đấy nhỉ. Phụ dâu thường thường chỉ mặc hai áo thôi, áo đôi. Còn cô dâu sẽ mặc nhiều hơn, chỉnh trang phục nó sẽ lâu hơn. Muốn
Đây, cô dâu đang mặc trang phục các bạn. Cô dâu xinh gái. Chụp ảnh từ sớm ở đây nhỉ. Phụ dâu đây các bạn. Đây là phụ dâu bên nhà gái, còn bên nhà trai có một phụ dâu nữa, người ta có tên gọi khác là cô đón đó các bạn. Nhà tin ra sao? Nặng bên nhà trai. Bây giờ là các cô bên nhà trai mang đồ về rồi, nhà gái cũng chuẩn bị đi vào cửa rồi đấy. Ở nơi đây khung cảnh rất là đẹp, núi rất cao, đồi thì cũng không thua kém gì. Bây giờ là hai bác thổi kèn là bắt đầu là đi ra đón dâu. Còn bên này thầy sẽ chặt con gà này, cũng như là chặt để mà chặt xuống khác các bạn, cắt bỏ. Cô đón bây giờ mới ra đấy. Thầy khen thì sẽ ở đây đợi bên nhà gái về. Vừa thổi vừa đi rất chậm. Ok anh. Phía bên ngoài thì cũng khá là xa. Bên nhà gái, đoàn nhà gái đang chuẩn bị xếp hàng các bạn ạ. Bắt đầu vào rồi đấy nhỉ, anh nhờ. Đi ra ngoài này xem cái nhờ. Cũng đông phết đây các bạn ạ. Hôm nay trời mưa nên là ít hơn bình thường. Hello, à Vĩnh à? Kể bố này. Cô dâu đi gần cuối rồi các bạn ạ. Sẽ lấy con gà này về
chặn đầu các bạn ạ. Bảo cô dâu phải đợi đã. Để chặn đầu con gà đã các bạn. Nhưng mà không quay được, con thông cảm nhé. Bảo vệ, cứ bảo vệ, ta nghe khó nảy. Con gà là vứt ra ngoài đường rồi các bạn ạ. Ở ngoài kia mình không để cho nét được các bạn nhé, thông cảm. Bây giờ cái thử thách đầu tiên của cô dâu là phải bước lên cái cột, cái phải bước lên cái thang này này các bạn. Rất nguy hiểm. Đã thế là còn che mặt vào rồi các bạn ạ. Thử thách rất khó. Che mặt vào rồi xong mới lên thang rất nguy hiểm, rất trơn. Đây là cái thang để bên cô dâu lên đến đây rồi đi qua cái ván này các bạn ạ. Bây giờ qua cầu rút ván rồi đấy. Chuẩn bị rút ván. Rất nguy hiểm. Ê, chào anh. Hiện tại anh em nhà Lý là cứ phải đợi làm xem cái phép này. Cái bát nước này là không bao giờ phải cất đi thì anh em mới được vào trong quay các bạn ạ. Cũng thích quay rồi. Bên trong là cô dâu vào đây xong là chú rể bây giờ ra rồi. Đến đoạn này thì thầy cuốn chiếu vào xong là viết cái chữ như kiểu cái làm cái bùa như kiểu là bùa yêu ấy các bạn. Về cho tộc Dao thì có một số nơi thì sẽ không cuốn chiếu vào, cứ viết luôn. Còn ở nơi đây thì sẽ cuốn chiếu vào các bạn ạ. Ở đây là thuộc thôn An Niệp, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn các bạn ạ. Thầy làm phép xong thì chú rể sẽ đi ra và theo hướng quay lên ấy, thì chú rể sẽ ở bên tay trái các bạn ạ, cô dâu sẽ ở bên tay phải. Bắt đầu
làm một cái lễ nào đó thì bái đường hay là làm gì đấy thì bắt đầu tiếng kèn lại vang lên. Nơi đây thì bái đường là không nói là bái ai hay là bái bác nào với một chỗ một cái phong tục khác nhau các bạn ạ. Ở nơi đây vẫn giữ cái phong tục của ngày xưa là lấy hai cái ly rượu để mà san đi san lại xong tí để cho cô dâu uống các bạn. Bên dưới thì sẽ đọc cái quyển sách này tại vì nó dài quá. Lấy sách về kiểu vừa xem sách vừa làm cho nhanh. Bình thường một cái lễ bái đường như này thì tầm 30 phút. Làm khá là lâu. Cứ một cái hành động nào đó thì sẽ có tiếng kèn vang lên. Tí cho cô dâu chú rể uống hai ly rượu này thì tiếng kèn lại vang lên các bạn ạ. Là cái kiểu kia đây bằng kiểu tôi sẽ là hôm qua nó cũng là kiểu cái bản đấy nó bằng kiểu nó sẽ làm mà về nó sẽ làm bằng kiểu nó đã cả một kiếm bản làm gì á là như số hai phải cho phải nó phải trồ mà này này cái nó làm cái gì làm
Vì rượu sẽ để cho cô dâu chơi rượu uống, cô dâu uống trước các bạn ạ. Sẽ bịt chắc ly rượu. Khả năng đây là lượt bài cuối cùng các bạn ạ. Dự đoán là như vậy. Thế chúng tôi lùi ra là khả năng là chuẩn luôn các bạn. Lấy bài đường đã xong các bạn ạ. Mỗi người đi một nơi. Đây. Các cháu vừa nãy là đang làm lễ bái đường không được vào, giờ mới được vào đấy. Vào đi. Giờ vào thoải mái rồi. Mẹ trong nhà đây. Vào tìm mẹ đi. Trên mẫu sơn là giàu hơn nên là mặc màu vàng, tại vì nhiều vàng, nhiều tiền.